Rồi anh đi dạo ban công rồi bà cô chú ơi. Bây giờ lạnh quá rồi mình chỉ được đi dạo ban công thôi. Coi chừng té, coi chừng té. Rồi đi lại mami đi. Rồi anh ơi. Đi lùi nữa, hôm nay đi lùi nữa không bà cô chú ơi. Lạnh không? Lạnh không? Mình đi vô nhà nha. Lạnh không? Vô nhà hả? Đập cửa rồi. Đi vô nhà nha. Bye bye ông bà cô chú đi. Bye bye.